Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game là Bingbot các bạn nhé. Ok, và hôm nay thì mức vốn của mình đang có khoảng là 272 mê. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào đây và kiếm tiền tiếp anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta kiếm tiền lên tựa game nào được anh em? Hay hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái mục tiêu, đó là vốn 272, đấy lên khoảng 300, hành trình lên 300 triệu trên tựa game Bingbot các bạn nhé. Lát nữa thì mình sẽ đặt tiêu đề như thế để thứ nhất là nó sẽ dễ lên viral hơn, và cái thứ hai thì nó cũng ok hơn đúng không anh em. Thì ok, hôm nay chúng ta mục tiêu kiếm khoảng tầm 30 triệu nữa chúng ta sẽ nghỉ các bạn nhá. Ok, và bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, 9 mình đánh dưới này các bạn này, 5 đánh trên này. Ôi toang rồi, quả đấy mà ăn phát là chắc là cũng lên tầm gần 300 luôn anh em ạ. 9 đánh dưới này, 2 đánh trên này, quy đánh dưới này, 6 đánh trên này, át đánh dưới này, 10 đánh dưới này, 3 đánh trên này. Ok, 13 triệu ngay. Đấy, ở tựa game lật bài này thì mình có thể thua nhiều tay. Tuy nhiên là những cái tay mình ăn thì mình cố gắng ăn nhiều nhiều một tí các bạn nhá. Đó, anh em phải tận dụng những cơ hội, những cái tay anh em ăn ấy, anh em cố gắng ăn nhiều một tí là tuyệt vời. Chứ còn đôi khi mình thua, có khi mình thua quả tầm 15-20 tay, nhưng mà lúc mình ăn ấy thì mình chỉ cần ăn những cái tay đấy thôi, phát là ngon luôn. Ok, 3 trên này, K dưới này, 8 dưới này, 2 trên này. Ok, 285 các bạn nhá. Đó, sắp lên khoảng tầm 300 cái là nghỉ là tuyệt vời anh em ạ. Nói chung hôm nay mục tiêu của mình cũng đấy, ok, tuyệt vời, fan này tuyệt vời rồi. 299, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, thì hôm nay mới có mỗi 1 phút rưỡi thôi mình đã lên 300 rồi. Hay là nên đánh tiếp không anh em nhỉ? Đấy, như vậy lên 300 mục tiêu ban đầu đã hoàn thành rồi. Thôi mình nghĩ là mình nên đánh tiếp anh em ạ. Chứ video mới có tầm 1 phút mà dừng video luôn thì nó lại toang quá anh em ơi. Thì cố gắng đánh tiếp nha các bạn nhá. Ok, mục tiêu của chúng ta tiếp theo sẽ là lên khoảng 350 các bạn nhá. Sẽ lên khoảng 350 được chưa? Mình nghĩ đây là một cái mục tiêu nó khá là khó, nhưng mà đối với mình thì chắc là điều gì khó cũng trở thành dễ thôi. Cái gì khó cũng làm được anh em nhá. Không có việc gì khó đúng không? Đấy, ok, 4 đánh trên này, G đánh dưới này, 5 đánh trên này, 9 đánh dưới này, G đánh dưới các bạn này, 4 đánh trên này, Q đánh dưới này, 7 đánh trên này. Ok, gãy rồi, thôi chết rồi anh em ơi. Có khi nào mình dính vào bẫy của game không? Tại vì ban nãy mình ban đầu nhá, thực sự là đây là một cái lỗi mà rất là nhiều anh em thường gặp. Đó là khi anh em đã hoàn thành đủ mục tiêu rồi, nhưng mà anh em vẫn cảm giác là anh em trong đầu anh em vẫn trong một cái niềm tin là chúng ta có thể đánh thắng thêm được. Nhưng mà thực ra các bạn đâu biết đấy, có khi là một thảm họa đúng không? Đấy, cho nên đôi khi cái này cũng khá là nguy hiểm các bạn nhá. Đó, cho nên là tầm này thì mình nghĩ là mình đã dính vào bẫy của game rồi anh em ạ. Và tầm này có khi là từ giờ đánh, từ giờ đánh thêm lúc nữa, có khi nó soi cho hết tiền luôn cũng có khi. Đấy, lại về mức 270 rồi anh em ạ. Bao nhiêu sự cố gắng đúng không anh em? Bao nhiêu sự cố gắng. Đấy, trong đúng, nói chung là chẳng có cái dạy nào bằng cái dạy này. Lúc mình lên khoảng 300 mình nghỉ luôn. Kể cả video đang ngắn mình nghỉ luôn lúc đấy, nó cũng tuyệt vời rồi. Chúng ta cũng chẳng cần phải gọi là làm cái gì đúng không? Nhưng mà bây giờ chót dạ rồi, thôi biết ngay anh em ơi, vào chấn là vào sóc đĩa đánh cũng gãy luôn. Thực sự luôn là mình nghĩ là mình khả năng cao là mình bị game nó soi rồi các bạn nhá. Tay nào mình đánh chẵn mà không về nữa là mình đảm bảo luôn với các bạn là game soi 100% luôn. Mình đảm bảo luôn là như thế các bạn nhá. Đấy, thì tay này mình mà gãy tay này nữa là đảm bảo luôn bị game soi các bạn nhá. Tại vì cầu nó đang về cầu 232, 2332 các bạn nhá. Quả này mà không về nữa chắc chắn là game soi, chẳng có lý do nào khác anh em ạ. Chuẩn dead luôn anh em ạ, chuẩn dead luôn. Như vậy là anh em thấy không? Không có cái dại nào bằng cái dại này. Đáng ra cái lúc lên khoảng tầm 300 mình mà nghỉ luôn thì ngon. Đấy, bây giờ lại mất thêm 110 triệu. Anh em thấy không? Thực sự luôn là game là những cái bẫy anh em ạ, game là những cái bẫy. Anh em mình mà không tỉnh nhá, thực sự là game nó vẫn cho mình ăn, nhưng mà cái quan trọng nó vẫn giăng ra những rất là nhiều những cái bẫy mà anh em mình mà không tỉnh là anh em mình chết ngay. Đấy, cho nên là câu chuyện là toang. Đấy, ok, bây giờ đánh thêm tay nữa là ok tuyệt vời này. Đây là tầm 250 rồi các bạn nhá. 239 đúng không? Đánh thêm tay này nữa. Mình đánh thêm một tay 50 nữa các bạn nhá. Tay này mà gãy cái là mình nghỉ luôn, thực sự luôn. Nếu mà anh em cảm giác trong cái trường hợp mà anh em bị soi ấy thì anh em nghỉ càng sớm càng tốt các bạn nhá. Chứ còn anh em mà gọi càng đánh thêm có khi càng gãy thêm thôi. Cho nên tầm trường hợp anh em bị soi, anh em cứ cố gắng anh em đánh, anh em nghỉ sớm cho mình chưa. Ok, và bây giờ mình sẽ đánh nốt tay này nữa. Ok, nghỉ các bạn nhá. Thôi gãy rồi, thôi nghỉ rồi. Gãy hay ăn thì chắc là nốt tay này mình cũng nghỉ. Bye bye tất cả các bạn nhá. Và đối với bạn nào mà chưa tải tựa game Bingbot có thể tải game thông qua link để dưới phần mô tả của video nha. Bye bye tất cả các bạn. Ok.